Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin trong bản tin sáng ngày 21 tháng 6. Thực vị trong báo cáo mới đây của Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc thì dự báo sản lượng lúa Việt Nam trong năm 2017 dự kiến đạt khoảng 43,5 triệu tấn, không đổi so với năm trước đó và là một trong năm quốc gia sản xuất lúa lớn nhất ở khu vực châu Á. Theo báo cáo của FAO, nếu điều kiện sản xuất bình thường, sản lượng lúa toàn cầu năm 2017 đạt 758,9 triệu tấn, tăng 7 triệu tấn so với năm 2016. Ở châu Á, dự báo Trung Quốc là quốc gia sản xuất lúa lớn nhất trong năm 2017, với sản lượng đạt xấp xỉ 210 triệu tấn, Ấn Độ đạt khoảng 160 triệu tấn, Indonesia trên 70 triệu tấn, Bangladesh trên 52 triệu tấn, Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn. Xét trên việc xuất khẩu lúa gạo, FAO dự báo sản lượng này sẽ tăng 4%. Trong các nước kể trên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lúa gạo vẫn là Ấn Độ. Ấn Độ liên tục giữ vị trí này trong 5 năm trở lại đây. Song FAO cũng cho biết, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm 2017 được dự báo là khá tốt do nhu cầu trở lại của Philippines, Malaysia cũng như nhu cầu từ Bangladesh. Trong năm 2016, thì Việt Nam được xếp hạng là nước xuất khẩu điều lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là một động lực để ngành điều Việt Nam hướng tới nâng cao sản lượng điều, hướng mốc đạt giá trị xuất khẩu 3,3 tỷ USD trong năm nay. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast, năm 2016, các doanh nghiệp ngành điều Việt Nam đã xuất khẩu được 350.000 tấn điều nhân các loại, trị giá gần 3,1 tỷ USD. Đây là năm thứ 11 liên tiếp, ngành điều Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu điều nhân, tiếp tục duy trì thị phần trên 50%, tổng giá trị thương mại nhân điều toàn cầu khoảng 5,5 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam khá rộng, gồm 90 nước, trong đó Hoa Kỳ chiếm thị phần cao nhất 35%, EU là 25% và Trung Quốc là 18%. Khác với các mặt hàng khác trong nhóm nông sản, phần lớn đều sụt giảm giá. Giá xuất khẩu bình quân của điều năm 2016 ở mức cao và liên tục tăng. Vì thế, trong năm 2017, ngành điều Việt Nam dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 360.000 tấn điều nhân các loại, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2016. Mới đây, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã rà soát và xác định 13.422 chủ tài khoản Facebook có các hoạt động quảng cáo và bán hàng qua mạng. Đại diện Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết cơ quan này đã xây dựng đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn và đang tích cực triển khai. Số liệu Cục Thuế Hà Nội cho biết đơn vị này đã thu thập được các thông tin về danh tính, số điện thoại của 13.422 chủ tài khoản Facebook có các hoạt động quảng cáo và bán hàng qua mạng. Trong số này, thì đại diện ngành thuế tính toán có 1.950 cá nhân đã đăng ký và được cấp mã số thuế dùng để kê khai nộp thuế. Hiện tại, Cục Thuế thành phố Hà Nội đang tập trung hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích người kinh doanh đăng ký theo quy định và tự giác thực hiện nghĩa vụ. Điện toán đám mây Cloud Computing được xem là phương thức hiện đại giúp doanh nghiệp tiếp cận với nhiều công nghệ hữu ích, tiết kiệm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, thực trạng của việc e dè, ngại tiếp cận với công nghệ này là một thiệt thòi lớn cho các doanh nghiệp Việt. Dưới đây là một số ghi nhận của chúng tôi xoay quanh vấn đề này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Theo kết quả khảo sát nhanh về thực trạng và nhu cầu doanh nghiệp sử dụng ứng dụng dịch vụ Cloud Computing do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mới đây, 38% doanh nghiệp tại Việt Nam quan tâm về tính bảo mật, độ sẵn sàng của các trung tâm điện toán đám mây và hạ tầng mạng. Tuy nhiên, hơn 20% doanh nghiệp không biết đến và chưa từng sử dụng ứng dụng hạ tầng cloud. Đây là thực trạng không vui cho doanh nghiệp Việt, vì ngoài các ứng dụng hữu ích, hạ tầng điện toán đám mây còn là nền tảng cho sự phát triển xã hội, tiến vào kỷ nguyên công nghiệp mới. Trước đây thì chúng ta muốn có một ứng dụng quản lý doanh nghiệp hoặc là chăm sóc khách hàng hoặc là marketing thì chúng ta phải đặt hàng doanh nghiệp cung ứng viết cho chúng ta và họ chuyển giao cả gói với một chi phí ít thì cũng 5-70 triệu, nhiều vài trăm triệu và thậm chí vài ba tỷ. Và như thế thì doanh nghiệp sẽ mất một khoản đầu tư khá lớn. Và bên cạnh đó thì nó còn khó khăn trong vấn đề nâng cấp và đặc biệt là ứng dụng thì chúng ta phải ngồi tại văn phòng thì chúng ta mới sử dụng được phần mềm đấy. Và thứ hai là doanh nghiệp không phải đầu tư tiền vào một cái giải pháp cố định mà doanh nghiệp có thể là thuê cái dịch vụ đó tùy theo cái nhu cầu mình sử dụng. Cái điểm hay của điện toán đám mây là không phân biệt về ngành nghề, cũng không phân biệt về cái size, cái độ lớn của doanh nghiệp. Thì đối với doanh nghiệp họ có nhu cầu sử dụng ít thì họ sẽ mua ít. Còn đối với doanh nghiệp khi có nhu cầu scale và mở rộng cái hoạt động kinh doanh của mình thì họ có thể mua thêm những cái license đó. Thành ra là bắt đầu chi phí nhỏ và có thể là tăng lên hoặc là giảm xuống tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Thuật ngữ Cloud Computing ra đời giữa năm 2007 để khái quát lại các hướng đi của cơ sở hạ tầng thông tin, vốn đã và đang diễn ra từ các năm trước đó. Quan điểm này có thể được diễn giải một cách đơn giản. Các nguồn điện toán khổng lồ như phần mềm, dịch vụ và các dịch vụ sẽ nằm tại các máy chủ ảo, gọi là đám mây, trên Internet,
thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng, để mọi người có thể kết nối và sử dụng mỗi khi họ cần. Với các dịch vụ sẵn có trên Internet, doanh nghiệp không phải mua và duy trì hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn máy tính cũng như phần mềm. Một ưu điểm khác là người sử dụng có thể truy cập đến bất kỳ tài nguyên nào tồn tại trong đám mây, tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất kỳ đâu thông qua hệ thống Internet. Đối với những doanh nghiệp là vừa và nhỏ và là doanh nghiệp khởi nghiệp chẳng hạn, thì họ hoàn toàn là không muốn bỏ ra một cái chi phí để tuyển nhân viên IT hoặc là thuê hoặc là mua những cái hạ tầng về hardware để mà quản lý một cái hạ tầng đó cũng rất là một cái vấn đề về chi phí con người cũng như chi phí vận hành. Thì theo như vậy nhìn nhận á, thì đối với những cái doanh nghiệp mà họ không hoàn toàn không muốn đầu tư một cái phần hardware hoặc là cái nguồn lực cho quản lý công nghệ thông tin á, thì họ sẽ tận dụng những cái phần hạ tầng đám mây. Khi mà ký hợp đồng và mua những cái license và để cái dữ liệu của mình lên trên cái hạ tầng này á, thì thông thường sẽ có những cái điều khoản bảo mật đi kèm theo. Và những cái điều khoản bảo mật này là được là những cái tiêu chí hàng đầu để mà khách hàng khi mà nhìn ký một cái hợp đồng và sử dụng cái dịch vụ cloud điện toán đám mây của bất kỳ cái hãng công nghệ nào. Nếu như trước đây, khi sử dụng máy chủ truyền thống, các doanh nghiệp khi cần phải mất tới từ 5 đến 7 ngày mới có thể cài đặt một hệ thống để vận hành, thì hiện nay với nền tảng đám mây chỉ mất từ 5 đến 10 phút các doanh nghiệp để có ngay hạ tầng sử dụng. Và ở mức độ cao hơn, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng công nghệ đám mây có thể được xem là một IT manager hay IT department của doanh nghiệp đi thuê hạ tầng. Tùy theo mức độ các doanh nghiệp là lớn hay nhỏ thì cái chi phí mà họ bỏ ra cho việc áp dụng công nghệ là nó khác nhau. Nhưng mà hầu như là cái xu thế công nghệ áp dụng của trong doanh nghiệp đem lại hiệu quả và họ rất là quan tâm. Và tôi thấy là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với bên công ty của chúng tôi để viết cho họ, có nghĩa là trên cái quy trình hoạt động của họ không phải là họ sẽ áp dụng hết tất cả các công nghệ vào, nhưng mà có những một cái phần nào đó và họ cảm thấy nên công nghệ hóa ở cái phần này sẽ đem lại hiệu quả tốt mà chi phí hợp lý thì họ... Tập trung dữ liệu trên đám mây là phương thức tiết giảm đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ hiện đại. Nhưng mối lo lớn nhất của doanh nghiệp tại Việt Nam đối với điện thoại đám mây khi sử dụng dịch vụ là nếu xảy ra sự cố bị tấn công hoặc đột nhập, toàn bộ dữ liệu sẽ bị chiếm dụng. Vấn đề bảo mật thì luôn luôn là được đặt ra. Kể cả ngày xưa khi mà bắt đầu chúng ta có Internet thì khách hàng cũng rất là lo lắng về vấn đề là khi đưa dữ liệu mình lên Internet thì có được bảo mật hay không. Thì nó tương tự như bây giờ khi mà chúng ta có dịch vụ điện toán mây, khách hàng luôn luôn đặt câu hỏi là làm sao bảo mật cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên cái nền điện toán đám mây, nhất là khi nó ở mọi lúc mọi nơi, ở đâu tôi cũng có thể lấy được. Nó khác ngày xưa là phải về văn phòng, về công ty hoặc là phải có một đường Internet riêng truy cập vào thì mới lấy được. Còn bây giờ thì ngược lại, tất nhiên là chỉ khách hàng đầu cuối họ chỉ khai thác được cái tầng trên của cái ứng dụng, tức là những cái gì xuất ra cho họ để họ có thể truy cập. Còn cái hệ thống bên trong là chỉ có những người được phân quyền ở các cấp khác nhau thì mới được truy cập vào. Và các hãng công nghệ thế giới cũng như các nhà cung cấp Việt Nam thì đều đã trang bị rất nhiều các hệ thống bảo mật và họ đạt những tiêu chuẩn bảo mật theo tiêu chuẩn của quốc tế và các tiêu chuẩn của Việt Nam luôn rồi. Thế thành ra chúng ta, khách hàng cũng có thể hoàn toàn an tâm là các doanh nghiệp Việt Nam cung ứng dịch vụ điện toán đám mây còn là đã ứng dụng được các cái giải pháp bảo mật. Bảo mật là một cái vấn đề mà tất cả doanh nghiệp đều quan tâm. Sau đó họ mới nhận ra một điều, đặc biệt là sau một số cái vụ hack gần đây, họ nhận ra một điều là để tất cả những cái tài sản của mình để Microsoft bảo quản sẽ yên tâm hơn nhiều so với việc là để trong cái phòng máy của mình, nhưng mà tất cả những cái tiêu chuẩn về an toàn là không đảm bảo. Giống như tôi lấy một cái ví von là cũng giống như là một số người họ có nhiều tiền ngày xưa thì họ hay cất ở trong cái két sắt để ở nhà thì họ nghĩ là an toàn. Nhưng mà thật ra đối với những người ăn trộm á, thì họ thấy là vào nhà để ăn trộm két sắt là dễ hơn rất nhiều so với việc vào ngân hàng để ăn trộm tiền trong két sắt của ngân hàng. Thì điện toán đám mây cũng giống như vậy. Microsoft có tất cả những công nghệ và có nguồn lực để đảm bảo được cái độ an toàn cho dữ liệu của khách hàng. Còn đối với tất cả những doanh nghiệp thì để đạt được cái mức độ đó, để đạt được cái tiêu chuẩn đó, họ sẽ phải tốn rất nhiều tiền để có được tất cả những cái tiêu chuẩn về bảo mật giống như là cái data center của Microsoft. Điện toán đám mây giúp doanh nghiệp giảm tối đa chi phí dựa trên nguyên tắc tiết kiệm tài nguyên dư thừa, giúp hiện thực hóa các bài toán lớn với chi phí thấp. Ngày nay sự phát triển của tiêu chuẩn cloud đối với phần mềm ứng dụng để có thể tận dụng được năng lực hạ tầng lớn một cách hiệu quả trở nên ngày càng phổ biến.
Khi đạt tiêu chí giá thành thấp, ứng dụng cloud sẽ tiếp cận được một số lượng khách hàng cực lớn là các tổ chức, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bên cạnh các tiêu chí hiện đại vốn ghi dành cho các doanh nghiệp quy mô lớn. Và theo ông Vũ Anh Tuấn, Tổng thư ký Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các doanh nghiệp trong mảng hạ tầng, mảng điện toán đám mây trong Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh đều đang cung cấp những gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, có những dịch vụ giảm giá đến 50%. Thậm chí có những đơn vị miễn phí phần mềm trong suốt thời gian sử dụng để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp khởi nghiệp. Chuyển sang thị trường chứng khoán hai sàn tiếp tục tăng tốc trong phiên giao dịch ngày 20 tháng 6. Đáng chú ý là chỉ số HNX Index đã có lúc vượt 100 điểm, đánh dấu mức cao nhất trong 6 năm qua. Chỉ số VN Index diễn biến khá giằng co trong phiên buổi sáng. Cổ phiếu ROS tiếp tục giảm sàn đã tác động nhất định đến thị trường chung. Mặc như vậy thì đà tăng tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đã góp phần không nhỏ trong việc giữ chỉ số bị giảm điểm sâu hơn. Bên cạnh đó, dòng tiền vẫn đang tăng tốc vào thị trường. Bước sang phiên chiều, sắc xanh đã trở lại với chỉ số và duy trì cho đến cuối phiên. Nhóm ngành ngân hàng tiếp tục là tâm điểm cùng với cổ phiếu Sabeco đã giúp cho thị trường giữ vững đà tăng. Ngoài ra thì cổ phiếu ROS cũng thu hẹp mức giảm, góp phần hỗ trợ cho chỉ số. Khép phiên VN Index tăng nhẹ lên mức 767,99 điểm, thanh khoản đạt gần 4.800 tỷ đồng, tương đương với hơn 229 triệu đơn vị cổ phiếu được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội thì chỉ số HNX Index đã có lúc vượt 100 điểm trong phiên, đánh dấu mốc cao nhất trong hơn 6 năm qua. Hoạt động giao dịch trên sàn diễn ra khá sôi động với lực đỡ từ các cổ phiếu chủ chốt. Đóng cửa thị trường, HNX Index tăng 0,39% lên 99,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 68 triệu đơn vị, ứng với trên 755 tỷ đồng. Đây xin mời quý vị tạm nghỉ trong ít phút. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin chính như sau. Thành phố Hồ Chí Minh thu phí thuê vỉa hè theo tuyến đường. Thiếu cơ chế hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp khó thực hiện giải pháp tiết kiệm năng lượng.